Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại Nam Ninh. Và bây giờ là buổi tối khoảng 10 giờ kém, 9 rưỡi tối. Anh em chúng tôi sẽ quay một video clip buổi tối ở Nam Ninh nó như thế nào, trong một cái góc phố, bắt đầu trong cái cung đường của chúng tôi đi. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem. Đây là một ngã tư các bạn. Đó, ngã tư nhộn nhịp lắm các bạn. Đây là con phố ăn chơi thâu đêm nhá. Phố này nó gần như là cái phố trung tâm của Hà Nội ấy các bạn. Gần thôi chứ không phải trung tâm. Gần trung tâm. Không phải phố cổ các bạn nhé. Bọn tớ sẽ đi như nào bọn tớ quay như thế. Đưa vào miếu Nhân Hoàng chơi một miếu. Anh cứ dẫn đi, đến chỗ nào mình đi chỗ đó. Mình đang sang đường. Đây là vỉa hè các bạn, vỉa hè của họ khá rộng và để xe rất là lộn xộn. Tóm lại là thích đâu để bên này bên kia thôi, để khen đi là được. Họ để đưa nó một lối đi bộ. Không có họ đã bị phạt. Đây. Đi sang bên này hay không? 78 giây nữa mới được rồi. Thành phố Nam Ninh này á thì cách thủ đô Hà Nội của chúng ta là 200 km. Rất nhiều phương tiện có thể đến đây. Và sau ngày 30 tháng 10 năm nay thì các bạn có thể đi từ Nam Ninh đến Móng Cái sang Quảng Ninh, hoặc là từ Quảng Ninh Móng Cái đi vào Nam Ninh, lái xe ô tô của Việt Nam vào, và hai bên giao thương trao đổi với nhau bằng việc là để thông quan xe ô tô của hai bên vào nhau. Khả năng sẽ không phải làm visa, chúng ta sẽ đi bằng giấy thông hành vào đó. Thì thành phố này, cảm nhận của tôi ban đầu thì đang rất là náo nhiệt. Rất náo nhiệt và nhiều cơ hội làm ăn các bạn. Đây các bạn thể nhìn thấy hệ thống giao thông so với các năm trước là cực kỳ. Hệ thống giao thông cũng như là đường xá, con người, đời sống bà con là so với các cái năm trước. Cách đây 3 năm trước dịch, 4 năm trước dịch thì mình thấy Nam Ninh càng ngày càng phát triển và đẹp. Đó, các bạn thấy không? Ở đây có Đại học Quảng Tây. Đây các bạn có thể nhìn thấy đời sống thực ở thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đó. Anh đến Nam Ninh mấy lần rồi? Anh đến Nam Ninh lần này là lần thứ 9 rồi. Đi đường nào anh nhỉ? Đi các loại. Và nếu nói 9 lần thì cũng đúng rồi. Mình đi cũng khá nhiều đấy, nhưng mà ra phần này qua thôi. Đây là cái nơi để mình quá cảnh. Ở Nam Ninh thì mình ở Nam Ninh mình mà tới đây mình đi du lịch thì mình sẽ đi đâu? Sẽ đi những cái điểm nào? Ở Nam Ninh thì đây là một cái ga tàu điện ngầm các bạn. Đấy, tàu điện ngầm. Ở trong Nam Ninh này nhá. Bao gồm có này, công viên Thanh Tú Sơn này. Thác Bản Dốc này. Công viên Tú Sơn. Thành và Thác Bản Dốc Lam này. Nhưng mình lại phải ở phía Trung Quốc. Đây có cái bạn gái này xinh không các bạn? Đấy. Còn ngoài ra là có quảng trường Vũ Tượng này. Nói chung là cũng phải đến, nếu như khám phá Nam Ninh thì mất khoảng 5 ngày. 5 ngày hả? 5 ngày mới hết được Nam Ninh này. Bởi vì thực ra Nam Ninh rất là rộng. Đấy, vì đây mới chỉ là một khu nhỏ đó thôi. Đây chỉ là một góc thôi đúng không? Một khu nhỏ thôi. Bây giờ nó rộng lắm rồi. Đây lại là ga tàu điện ngầm. Các bạn thấy nhịp sống ở thành phố Nam Ninh thế nào? Hôm nay là tối thứ bảy, khả năng là sẽ đông hơn mọi khi. Bởi vì đúng rồi. Đến khoảng 3 giờ sáng sẽ tan hết. Và người dân Trung Quốc thường
dậy rất là muộn. 3 giờ sáng là tan hết à? Đúng rồi, đến 10 giờ đến 11 giờ họ mới dậy rồi. Đây là cái quán McDonald's và Starbucks. Đây có một cái quán cà phê của Starbucks. À, người dân Trung Quốc có uống nhiều không? Không thấy đâu, cũng ít thôi. Ở bên cạnh đó là quán McDonald's. Đấy, ở thành phố này thì tôi chưa thấy họ biến nó thành chữ tiếng Trung, vẫn để nguyên. À, nhưng mà ở Quảng Châu và một số nơi khác thì không còn cái chữ McDonald's kia nữa mà biến thành tiếng Trung. Người dân cũng có vẻ khá thích thú ăn cái đồ này. À, gái gú ở đây thì các bạn này, trẻ khá xinh xắn và thời trang, ăn mặc khá thời trang. Đấy, bây giờ nhá, tôi sẽ dẫn cho anh chị em Minh Tiến vào một khu chợ. Đấy. Đâu vào đâu? Tất cả mọi thứ của chúng tôi. Ừ. Mình quay góc rộng để cho nó được nhiều cảnh hơn. Hy vọng mọi người có thể xem được nhiều các cái góc cạnh của đời sống ở thành phố Nam Ninh. Đây các bạn. Em tôi thì cứ đi phố lang thang và tìm hiểu thôi. Có gì quay đó. Quý vị, ở đây là cái quán ăn ven các bạn này. Đấy, quán nướng đấy, hải sản rồi xiên thịt, nước ép trái cây các kiểu. Nói chung cũng giống như các cái tuyến phố đi bộ khác. Nhưng mà cảm nhận là mỗi nơi nó mỗi khác bởi vì do thời tiết cũng như là con người, cảnh vật. Ra phố đi bộ này nó chia làm thành 2 đến 3 phân khúc. Ừ. Phân khúc mặc cả này. Ở đây trong này là cái gì? Đây là trung tâm thương mại. À, đây là trung tâm thương mại hả? À. Trong này. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu đời sống bên ngoài thôi chứ còn trong này thì mình không có nhu cầu lắm. Không có nhu cầu. Nhưng mà ở đây họ không bán vàng 20k đâu nhá. Ừ. Vàng ở đây chỉ được khoảng 20k thôi. Ừ. Cho đến là từ 15k, 16k, 20k thôi. Chó cái. Chúng ta cứ đi. Còn bên kia là họ bán là linh kiện, phụ kiện điện thoại, nó như chợ đêm, chợ Đồng Xuân của mình ấy. À, cũng kiểu như là giống chợ Đồng Xuân. Còn các anh em thích mua đồ theo kiểu là giá rẻ hoặc cả được. Thì bên đấy không? Vì khu này nó nối liền với cả khu ẩm thực Trung Sơn. Ừ. Trung Sơn ở bên này cạnh hàng hoa. Tí nữa chúng ta sẽ nhìn được. Nào đi phía nào nào, mình cứ đi được bao nhiêu được đúng không? Đúng rồi. Đó, đi nối à? Đây là họ đang bán hàng các bạn này, cũng bán quầy hàng. Đây là quầy bánh ngọt nha. 6 tệ một hộp. 6 tệ một hộp. Đấy. Đây là 20 ngàn đấy. Đúng rồi. Gần 20 ngàn. Còn đây là những người ta bán vỉa hè. Bán vỉa hè đấy các bạn. Ở đây nó như cái chợ thì như kiểu là nhưng ở đây quy mô làm rộng rất là nhiều. Đi đường nào kéo lông này này, bạn những bạn nữ dùng nữa nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 20-30 tệ một chiếc thôi. Kệ đi, mấy cái đây chỉ là phản ánh đời sống về cái nhịp bán buôn bán thôi. À, đi sang bên kia hả? Đi lên đây. Ok. Đó, giày đây bán này 68 đồng này, 68 tệ này. À, quần áo rẻ, xả hàng các kiểu. Ở đây là những bạn nên nhớ rồi nhá. Bên kia là các quầy ăn này. Quầy ẩm thực. Đâu đi tiếp đường nào nhỉ? Khi họ mà đưa ra cái giá, bây giờ rẻ. Các bạn đi làm sao quay tiền? Rất nhộn nhịp và đông người. Cái nhịp sống ở đây á, cảm nhận của tôi là náo nhiệt, buôn bán làm ăn dễ, đâu đâu cũng thấy tiền và có dòng người là chắc chắn là có dòng tiền rồi. Đây là sầu riêng này các bạn này, sầu riêng bé thiếu, các bạn có thể nhìn thấy một cái
cái chỗ sầu riêng béo tí. Sầu riêng Quảng Tây nhá, chứ không phải sầu riêng Việt Nam thôi nhá. Xấu hơn Việt Nam nhiều. Và có vẻ là bởi vì Quảng Tây cũng là một cái vùng mà vùng đất nhiệt đới. Cho nên là hoa quả trái cây nó trồng tương tự như Việt Nam. Nhưng mà ăn không hoa bằng Việt Nam. 16,8 tệ một cân. Đúng rồi. Tức là khoảng độ 55.000. Gần 50.000. Đây là quán đồ ăn. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp. Đây là như kiểu phố ẩm thực. Đúng rồi. Ăn uống các cái xiên xiếc các kiểu đây các bạn này. Đó. Anh em thấy đời sống nhộn nhịp không? Alo, rồi. Đó. Trong dòng người đi thì ngoài này thì là quán ăn vặt. Bên này thì bán hàng hóa. Các bạn có thể, tôi cố gắng để mà góc máy quay rộng để mọi người nhìn. Rất đông. Bộ đồ lót. Mình lần đầu đi cái phố đi bộ ở Nam Ninh, xem nó như thế nào. Đấy. Đây anh em, lần đầu chúng tôi đang lang thang đi bộ ở phố Nam Ninh này. Và có nhiều góc máy quay đẹp lắm, nhưng mà không biết có đến kịp để quay không. Đây này, khách hàng vào mua vàng bạc này. Đó. Mua vàng, mua mỹ ký này, rất là đông. Rất nhộn nhịp, đời sống rất nhộn nhịp. Ở đây là nhộn nhịp thứ hai đến chủ nhật. Thứ hai đến chủ nhật đều nhộn nhịp. Đứng yên để em quay góc này. Đấy, đây để em quay góc này. Đây các bạn xem này, một cái đời sống cực kỳ náo nhiệt, rất vui. Các loại âm thanh chủ yếu là tạo công ăn việc làm thôi các bạn, chứ còn nó mỗi một nơi nó có cái đặc sắc khác nhau. Đó. Hai bên là các cái cửa hàng bán đồ thời trang, quần áo lưu niệm, nói chung tất cả các mặt hàng. Bên ngoài thì quy hoạch khu ăn uống, còn bên trong là người dân đang đi bộ như này đây các bạn. Tối nay là tối thứ bảy, ngày 21 tháng 10, 2023. Tôi và anh Tuấn đang có mặt tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chỉ cách Việt Nam chúng ta khoảng 200 cây số thôi các bạn. Các bạn xem này, mọi cửa hàng, mọi ngõ ngách đều rất là đông đúc. Và tôi sẽ quay xem đời sống ở đây là những người đi đây là người già hay người trẻ, gái sinh hay là gái chưa sinh. Rất nhộn nhịp và an toàn. Máy quay có thể quay thoải mái. Thậm chí là live stream, tôi đã vừa live stream rồi. Ở đây có những cái trò chơi đấy các bạn. Đấy, để trúng vàng đấy. Trò chơi để trúng vàng. Do cái tiệm vàng này nó tổ chức. Wow, một cái quán tiệm quần áo này đông không? Rất đông người vào.
đang câu đồ để câu được cái gì đã được cái đó. Câu vàng đấy. Mà nó rất là khó nhá. Có vẻ khó. Khó lắm. Có vẻ khó. Khó lắm. Nó cứ ngang ngang. Câu được là câu được cái gì thì lấy cái đó. Được rồi đấy, được. Mỏi tay quá, các bạn trẻ có vẻ thích. Không được, bắt đầu nản rồi đấy. Trong một cái tiệm vàng kinh doanh, trong một cái tiệm vàng kinh doanh, trang sức kinh doanh như này, họ tìm cách để thu hút người dân tập trung đến đây và gây sự chú ý bằng cách là người ta mở các cái trò chơi như thế này đó, để được thưởng luôn ở đây. Đấy, mỗi người chỉ được 5 phút thôi, chỉ được 5 phút thôi. À, tức là người ta làm cái một cái cách marketing thôi, quảng cáo thôi, làm sao là quy tụ được nhiều người đến cửa hàng thôi các bạn. Không có gì, chủ yếu là rất thông minh, rất thông minh. À, và những người như mình quay thì vô tình là quảng cáo cho họ đó. Ở đây nhiều gái nhỉ anh gì, nhiều gái thế chứ. Đó, cô bé này có thấy tắng không? Tắng quá, tắng. Đây, một con phố rất sạch sẽ, thoáng đãng và vui nhộn, nhiều các cái loại hình kinh doanh. Đó. Đây là phố cổ à? Sao? Đây là có một cái đường phố cổ. Đây là cũng là một phố ẩm thực. Phố ẩm thực. Hy vọng là chưa hơn. Ờ. Ra đường Lý Thường Hòa và sẽ ra được phố ẩm thực Trung Sơn. Và mình có cảm nhận rằng là không phải là không biết là ngày gì, nay không phải là ngày Quốc Khánh mà họ lại ghi, họ lại treo đầy cờ như thế này. Không hiểu. Vì quốc khánh của họ là ngày mùng 10. Mùng 4. 4 tháng 10. À mùng 10, mùng 1 tháng 10 chứ. Đấy. Có treo cờ mãi à? Chắc chưa gỡ à? Treo là 1 tháng. À. Chắc là treo 1 tháng à? Treo 1 tháng. Thoải mái luôn. Nói chung là... Để xin là... Treo là... Đấy, anh em thấy tôi quay, cố gắng tôi quay toàn bộ cái phố ở Nam Ninh, nơi tôi đi qua, một trong những cái phố của Nam Ninh. Đây không phải là tất cả Nam Ninh. À, chỗ này đường phố này trang trí cũng đẹp này. Đây, chỗ này cũng đẹp. Đấy. Phố này là thông ra được như Triều Dương. Đây, đây là thật ra là một hòa. Đấy. Họ mở các cái tiệm quần áo rất nhiều các bạn, các loại giá cả, mẫu mã kinh doanh đổ đống luôn, 79 tệ một chiếc. Đó. Đấy, trước mặt quý vị là một cái phố khá sầm uất, cứ đi bộ mua bán ăn uống giao lưu, thích ăn chơi chúng ta có thể vào đây. Vì đây cũng là một phố cổ bao gồm mà cả ca nhạc này. Đây. Chỗ này cũng là phố cổ hả? Đây đây, cái cổng này do Coca-Cola tài trợ. Lòng vòng một đỏ, mình vào đây tí không? Mình vào đây tí được không? Phố này chỉ là ăn chơi thôi à? Tôi đang đi vào phố. Ở đây lực lượng an ninh ở đây đó. Khá đẹp. Cái họ từng làm như thế.
À. Đúng rồi, chứ không liên quan đến khách du lịch. Các bạn nhìn này, họ tạo ra một cái khu phố dãy nhà cổ và tạo ra các cái quán ăn ở đây. Nhưng khu này là đấy, các bạn này xinh quá. Phố cổ nhỏ của Nam Ninh đấy nhá. À. Đấy các bạn trẻ ở Nam Ninh đấy các bạn. Đó, ở đây là vùng này có nhiều dân tộc đấy các bạn. Vào sâu đi, vào sâu, vào sâu. Ờ. Ờ. Đó, các hệ thống nhà hàng. Hệ thống nhà hàng, khách sạn. Đấy. Tầng 1, tầng 2 và chủ yếu là ngồi bên ngoài là chính này. Họ làm các tập hàng như kiểu trong các bộ phim. Ờ. Ban đây là ban đêm họ đóng cửa. Ừ. Ban đêm ngày họ mở cửa đây rồi. Ừ. À đây này có chỗ quán cà phê, à đây quán trà. Đây này các bạn này. Ở đây mà có quán cà phê cộng thì chắc chắn là hoặc là Trung Nguyên thì chắc chắn là sẽ có nhiều người uống đấy các bạn. Đây là các nghệ sĩ đường phố. À. Ủy viện các tiết mục gần như ngày nào cũng có. À thế à. Chơi nhạc sống luôn. Ở nghe luôn nhá. Không phải là nhạc. Từ từ từ. Ờ, trước một cái quán quán bán đồ này. Ờ. Và chúng ta xem chơi nhạc một tí nhá. Đây. Trước một cái nhà khá cổ kính. Đây là miếu Thành Hoàng đấy. À miếu Thành Hoàng. Đúng rồi. À. Miếu này có quy tụ nó như mình hiểu là ở đây họ thờ Diêm Vương. À miếu Thành Hoàng. Quán Phán Quan. À. Và Thành Hoàng. À. À tức là có giá trị lịch sử ở đây. Đúng rồi. Còn kia là những người mà người ta mà tín ngưỡng à? Người ta buộc vào cái dây kia đúng không? Như ở Lê Giang ấy. À kia ở góc kia đúng không? Có thể sẽ bị bản quyền nhưng mình vẫn cứ quay thôi. Không. À, họ đang live trên TikTok. Cũng đang live stream trên TikTok. Đó, quảng cáo cho một công ty hàng. Ai có thể quét họ thì tặng một tiền. Quét là tiền. À, vừa quảng cáo cho các nhãn hàng. Nhà hàng. Ở đây nha, có nhiều hôm. Chúng tôi tiếp tục đi. Đây có một cái cổng cũng đẹp. Anh đi sang bên này à? Không sao à, an ninh không sao hết. Quay thoải mái. Có đề hết. Quay là được phép quay phim của anh. Thoải mái. Rất nhộn nhịp. Rất nhộn nhịp. Các mình thử những món ăn của họ. Thử những món ăn. Thank you. Đi qua thì họ bảo thử một cái tí kẹo bánh của họ gì đấy.
ngon phết. Giống kiểu là đây có quán Coco. Coco là trà sữa các bạn. À, bài cái quán này như kiểu nhái của Toco ấy. À, có thể ngồi ngoài luôn. Nó liên thông đến rất nhiều các cái ấy anh ạ. À, đây là dạng công viên cho trẻ con chơi. À, ngoài ra thì có cả cho trò chỗ trẻ con chơi luôn. Thôi vào sâu này thử xem là cái gì. Đây là cái gì đây? Đây là nhà hát à? À, dạp chiếu phim. Đây là dạp chiếu phim. Phim 1932. Đây có thể họ làm cái mô hình như là Hoàng Điếm ấy. Mô hình thu nhỏ. Như kiểu phim trường ấy nhỉ? Đúng rồi, phim trường thu nhỏ. Đây có quán cà phê Starbucks này. Cái nhà cổ kính của người Trung Quốc ngày xưa. Đây các bạn thấy không? Cà phê Starbucks họ người Trung Quốc họ cũng thích ngồi giống như mình ở Việt Nam ấy chứ. Nhưng ở đây rất ít quán giống Việt Nam. Đúng rồi. Nếu mà mình kinh doanh được những cái mô hình cà phê ở Việt Nam mà ở đây thì tốt. Chắc chắn là giới trẻ Trung Quốc sẽ thích. Đi vào trong đây là những cái gì? Đây tôi sẽ đi tìm cách vào trong thế là cái gì? Ngoài này đường phố rồi. Đây, ta đi vào trong này xem là cái phố gì đây. Đi vào đây đẹp mà, đang đông rồi này. Cũng tương tự như ẩm thực thì tí nữa. Ẩm thực thì không quan trọng bằng cảnh quan và đời sống. Thực thì là cũng ăn thôi. Ngôi miếu thờ các vị quán quan chứ. À. Và vương chứ. Ờ. À. Bạn nhìn thấy đường xá khá sạch sẽ. Đây này, đá vẫn còn nó làm phục dựng lại cổ như nguyên bản ban đầu. Ừ, chỗ này chưa hiểu là cái gì đây. Bảy mấy đồng đây. À, đây là một quán ăn. À. Chống cổ. Lời nguyện này đây. À. Có khỏe hữu dễ đầy đủ hết rồi. Ở Nam Ninh có nhiều điểm chơi phết anh em ạ. Nhiều điểm chơi phết. Và hiện tại thì mình đang buổi tối mình đi chơi đi bộ thôi. Trong cái khu phố đi bộ cũng nhiều cái hay. Kết hợp được nhiều cái. Chủ yếu là xem đời sống nhịp sống họ thế nào. Wow. Chỗ này nó như kiểu một góc phố cổ phục dựng ấy, như kiểu phim trường ấy. Ồ. Đây các bạn. Chúng tôi đang vâng, đang ở chúng tôi đang ở chỗ gọi là như kiểu phim trường các bạn. Nhiều cái cổ kính lắm. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. À, bên này cũng đẹp này. Đó. Chủ yếu là cái giới trẻ, chủ yếu là giới trẻ. Không có thấy người lớn tuổi mấy, chủ yếu là giới trẻ. Đâu, đâu? Không, không, vào trong này là cái gì đây? Vào trong này là cái gì? Trong này là cái gì đây? À, ngõ này không vậy? Họ tạo ra những cái chỗ chụp ảnh selfie cho giới trẻ. Này thì cũng ra cái chỗ quảng trường thôi. Chỗ này sẽ đi ra chỗ quảng trường như bằng kia. Chủ yếu là các đôi đi chơi với nhau. Đây các bạn nhìn này. Họ ở trong này cũng đẹp. Trong này họ làm cái phố đèn lồng này. Đấy. Để cho mọi người đến đây chụp hình.
chỗ này có thể ngồi nghỉ ngơi uống nước ở đây được này các bạn này. Ở đây là quán trà đấy. À, nó là một cái quán trà thật, đúng rồi. À, khá đẹp. Đi vòng ở đây có đi được nữa không biết. Còn nữa không anh? Còn ở ngoài kia còn phố nào để mình ra nữa không nhỉ? Vòng ra ngoài đúng không? À, phải vòng ra ngoài. Đây có thể gọi là cái con đường đèn lồng. Các bạn gái đang ngồi đây tự sướng. Tự sướng. Xem chính bản gốc thì bạn phải vào thành phố Khai Phong thì mới có bản gốc của cái này được. Mà bản gốc của cái khu này rất là rộng. Nào tiếp tục đi đường hướng nào. Có những gia đình mang con mang vợ đến đây để chụp hình buổi tối. Cam, trứng, cá. Món ăn này món ăn chủ yếu là món ăn nướng thôi. Phố này là phố ăn uống. Phố này cũng chưa phải là phố ăn uống đâu. Là nó bán các cái đồ bánh kẹo ăn uống. Đây. Bánh này là bán kẹo cân như vậy các bạn nhá. Không phải bán thứ cái đâu. Nói chung là mọi hoạt động đều là kinh doanh và dịch vụ, vui chơi, giải trí, khiến cho con người ta cảm thấy nó thoải mái, phấn khởi. Đấy, ngắm gái không biết có vẻ được, mấy ông này có vẻ phấn khởi. Chủ yếu tôi quay cho mấy ông Việt Kiều, mấy ông Ngụy Kiều thôi. Tiệm làm bánh truyền thống. À, bỏ khô các thứ đi chứ. Đây này, những mẫu mình có thể ăn thử nhá. À, họ làm các cái bánh liên quan đến truyền thống của họ. Cá. Nói chung ngon á, cái bánh này ngon, dễ ăn. Đây là điện thoại cổ. Anh em bán hàng ở đây rất nhiệt tình. Đây là những cái đồ ngày xưa mà Nam Định có đúng không? Trung Quốc có. Họ bày vào đây, máy khâu con bướm này. Máy đánh chữ này, cốc họa hồng này. Hoa hồng này. Đây băng đĩa thì xinh đẹp. Đèn pin này. Đấy. Họ lưu giữ và họ bày trí cái cửa hàng của họ đấy các bạn. Đó. Đây chúng ta đang nghe bài hát Tuyến Thượng Hải đấy. Đúng rồi. Wow. Cái này là cái gì mà đẹp thế này? Ủa, trong này là cái gì mà đẹp thế này? Ồ, cái gì trên. Không biết là cái gì nữa nhưng mà ở đây sương khói mờ như này anh em. Như là cái gì như điện phủ. Đây là cổng vào điện phủ. Wow, ở đây nó có thác nước và khói. Đấy các bạn thấy không? Cái đường hoàng tư. Anh em tôi đang đứng ở trong cái chỗ như kiểu là mê cung ấy các bạn, rất là đẹp. Đây các bạn quay lại cho các bạn xem nhé, nhìn rất đẹp. Và ở đây các bạn có thể mua một cái để treo lên. Và trong này là một cái cửa hàng
Tóm lại là vào trong này thì là một cái cửa hàng lưu niệm, bán các cái đồ mà các bạn có thể viết những cái thẻ bài may mắn như này này, treo lên đây. Đấy. Thôi không cần đâu anh. Thôi, để đấy là cái cầu thang thôi. Đó, tóm lại là người ta viết những cái thẻ bài may mắn, cầu chúc may mắn, người ta treo vào đây với cái tín ngưỡng của họ. Cầu lấy vợ lấy chồng này, các kiểu. Đấy. Cầu đấy, họ treo lên đây này. Đúng nét đấy. Đấy. Wow. Quá đẹp. Mờ như này. Mình vừa vào một cái chỗ khá đẹp, khá hay. À. Đây là đây là tiệm ảnh thôi. Tiệm ảnh. Đây là tiệm chụp ảnh, người ta lưu giữ những cái các kiểu ảnh. Đây là phố cổ cho nên là người ta lưu giữ những cái đồ gọi là khá cổ kính. À, cái đây này anh vừa gọi là cái gì cổ nhỉ? À, cái gì? Miếu gì nhỉ? Miếu Thành Hoàng. À, Miếu Thành Hoàng, khu vực Miếu Thành Hoàng ở Nam Ninh. Vì sao gọi là Miếu Thành Hoàng? Ừ. Trước mặt đây là Miếu Thành Hoàng. Trước mặt là miếu. Ban ngày ban đêm mà không mở cửa. Ban ngày chúng ta có thể vào xem. Và họ đây. Có những các tượng Phật thần linh theo tín ngưỡng của người Đông Á mình. Vâng. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn. Vui nhộn, đẹp. Để em quay một góc này xong rồi đi sang bên này. Đi ra ngoài xem như nào. Đấy, đây là nước ép trái cây. Đấy, nước mía này các bạn này. Nước mía. Đây là các cái đồ gì đây, lưu niệm gì đấy. Đồ chơi. Tô tượng. Trong này là cũng là nó tạo ra một cái khu đi bộ và kinh doanh buôn bán trong này. Đúng rồi. Để cho du khách có thể ăn uống. Cả khu mua sắm và khu cổ luôn. Một cái hình thức là kinh doanh theo kiểu là người Trung Quốc họ rất văn hóa và tín ngưỡng về các vị thần linh như ở Thành Hoàng, các họ làm Miếu Thành Hoàng. Đây là cái khu vực gì đây nhỉ? Đây là khu vực bán trang sức. À, một cái cửa hàng trang sức các bạn ạ. Có thể nói là mọi trang trí đây. Cửa hàng này cũng rất là lâu đời rồi. Cửa hàng trang sức đây các bạn. Vì ngày xưa họ có mở như nào, bây giờ họ thu được lại như thế. Ngày xưa cũng duy trì như này thôi. Có lẽ là mình sẽ dừng cái livestream ở đây, cái video clip về Nam Ninh ở đây vào buổi đêm. Còn rất nhiều những góc quay, những nơi mà phải tìm hiểu về Nam Ninh, nhưng mà có lẽ là thời gian không cho phép anh em chúng tôi, cho nên là chúng tôi xin phép để dừng cái livestream ở đây và chúc quý vị và các bạn xem video clip của tôi cảm nhận được những điều gì thì hãy để lại những bình luận, cũng như là chúc quý vị luôn luôn vui vẻ. Chúng ta đấy, hiện tại phải đi tìm hiểu nhiều nơi, đến được nhiều vùng miền. Và chúng tôi hôm nay đã có mặt ở Nam Ninh sau những video clip ở Lệ Giang, ở Quảng Châu, ở Côn Minh. Và ngày hôm nay đang có mặt ở Nam Ninh. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình tiếp theo. Chào anh Tuấn Anh. Đây và các bạn nhìn này, họ vẫn đang vui vẻ ca hát ở đây. Rất thích cái mô hình kinh doanh này, phố đi bộ của mình thôi. Và hy vọng là mình sẽ làm lan rộng ra các cái tỉnh thành khác để cho đời sống của bà con cũng như là giới trẻ được thoải mái, vui chơi, phấn khởi như thế này. Các bạn cảm nhận thế nào về Nam Ninh, Trung Quốc? Đây là một thành phố không phải là lớn ở Trung Quốc đâu các bạn. Không phải là lớn Trung Quốc đâu, nó không như là Thượng Hải hay là Bắc Kinh hay là Thẩm Quyến đâu các bạn. Tô Châu, Hàng Châu đâu các bạn. Chỉ một góc nhỏ của Nam Ninh Trung Quốc thôi chứ không phải là tất cả. Còn nhiều cái chỗ khu mới đẹp mà tôi chưa đến, chưa có dịp đến và sẽ đến trong cái thời gian mà có thể cho phép. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình tiếp theo.